Sao là tự nhiên đi đi tại YouTube là nó không lưu vào máy. Thơm măm ngon là được nhỉ. Cà rốt, cà rốt, con đang nhai cà rốt. Con có thể cho tự cho thìa vào miệng, không cần phải cho tay la Vi ạ. Không không nên bốc tay nữa vì bây giờ mình biết dùng thìa rồi. Đây mềm ạ, hôm nay mẹ nấu nát mà. Trong cơm của La Vi đã, ô có bạn tôm ấy. Hôm nay mẹ làm bạn tôm cho Vi. Bạn tôm này, cà rốt này, su su này, đậu này. Còn rắc cả hạt chia vào, chia vào cho nó có dinh dưỡng đấy. Ok, mình xúc bằng thìa, đúng rồi. Ok, mình không nên chỉ không không nên cho tay vào nhá. Thôi là Vi không nên cho tay vào con ạ. Wow, miếng cơm hơi bị to. Ôi trời, cơm to quá đúng không? Tôm với cà rốt à? Hay vì nhà ăn đang ăn tôm với cà rốt trong miệng à? La Vi, ok, mình tự xúc bằng thìa nào. Ok. Mình tập xúc giỏi nhá, sau mình thích ăn cái gì mình tự xúc cơ mà. Mình không phải nhờ ba mẹ nữa. Con giữ bát thôi, giữ bát. Mẹ... Nên này, cầm tay giữ bát rồi lấy thìa xúc, đúng rồi. Đúng rồi. Giữ bát để mình có lực để mình tì cái tay vào là mình xúc được. Yeah.
con muốn uống một chút nước canh á. Con xúc một đi nước canh á. Xúc hứng miệng mà. Ngồi dịch vào. Ra á. Nào, cầm ngắn cái thìa lại mẹ xem nào. Đấy, giờ con xúc đi. Ok. Ngon này. Canh rau dền với cả thịt bò. Ngon ngon.